Hoa hậu Mai Phương bất chấp nhảy nhót giữa sân bay khiến fan ngán ngẩm, Thanh Thủy bị ghẻ lạnh. Hoa hậu Mai Phương trở thành tâm điểm chú ý với mọi nhất cử nhất động đều bị soi mói và chỉ trích. Dù đã lên tiếng xin lỗi, thế nhưng nàng hậu vẫn bị cho là chưa biết hối lỗi và chỉ nói cho qua chuyện. Những ngày qua, Mai Phương có lẽ là nàng hậu được nhắc tên nhiều nhất trên khắp các mặt báo, bởi vào đúng thời khắc đêm giao thừa 2023, Hoa hậu Mai Phương bất ngờ đăng tải bức ảnh mặc áo dài, cầm hoa đào và chơi trò hỏi đáp với người hâm mộ. Tuy nhiên, Mai Phương lại sử dụng phần âm nhạc ghép vào là ca khúc Chinese New Year. Việc mặc trang phục truyền thống của Việt Nam nhưng lại sử dụng phần âm nhạc sai trái đã khiến Mai Phương nhận về rất nhiều chỉ trích từ cư dân mạng vì EQ thấp. Mai Phương đã xóa đi story ngay sau đó, nhưng cộng đồng mạng đã nhanh tay chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Trước làn sóng tẩy chay chỉ trích, nàng hậu sau đó đã lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn không có động thái nào nhận lỗi về việc sử dụng ca khúc Chinese New Year. Không những vậy, tâm thư xin lỗi cũng chỉ được nàng hậu đăng tải trên story thay vì một bài viết chính thức, đồng nghĩa bài đăng sẽ biến mất sau 24 giờ. Liên tục hành động mất điểm khiến hàng loạt những khoảnh khắc trước kia của Mai Phương cũng bị chia sẻ trở lại và dĩ nhiên rằng phản ứng của khán giả cũng rất khó chịu. Theo đó, đoạn clip Mai Phương ngẫu hứng đặt máy quay và nhảy nhót ở giữa không gian của sân bay và viết quẩy mọi nơi bất chấp để quẩy. Hình ảnh cô nàng vô tư đặt máy quay giữa sân bay để nhảy nhót như một TikToker chính hiệu đã khiến nhiều người không ngừng chê bai và ngán ngẩm cho hình ảnh một hoa hậu. Nhiều ý kiến cho rằng là một hoa hậu, Mai Phương nên biết điểm dừng của bản thân là ở đâu cũng như nên chọn lọc không gian nào là phù hợp để nhảy nhót. Mặc dù những động tác nhảy nhót này cũng không có gì là quá lố hay phản cảm, thế nhưng việc công khai nhảy nhót ở giữa sân bay như thế này sẽ khiến không ít người có những ánh nhìn không mấy tích cực về một hoa hậu như Mai Phương. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng tỏ ra ngán ngẩm khi Mai Phương luôn chọn content nhảy nhót trên mạng xã hội thay vì những topic khác có ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng vướng nghi vấn được thiên vị hơn hẳn so với Thanh Thủy. Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam danh giá, tân Hoa hậu Thanh Thủy lại khá thiệt thòi khi không được chăm chút như các nàng hậu khác. Hậu đăng quang, cô nàng nhiều lần gây ý kiến trái chiều vì nhan sắc và thần thái chưa đạt đến đẳng cấp của một hoa hậu. Trong loạt ảnh chụp chung với dàn người đẹp sen vàng, thân là chánh cung, song Thanh Thủy luôn phải nhún nhường vị trí center cho Mai Phương khiến khán giả chua xót. Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có bề dày lịch sử lâu đời nhất, vậy nên được đánh giá cao hơn một bậc so với các đấu trường sắc đẹp còn lại. Là hoa hậu của đấu trường danh giá nhất Việt Nam, đáng lẽ Thanh Thủy nên được đứng trung tâm trong các bức ảnh chung với các nàng hậu đăng quang cùng năm. Thế nhưng spotlight lại luôn được dành cho Mai Phương, người đẹp đăng quang Miss World Việt Nam 2022. Nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra xoay quanh vấn đề này. Fan sắc đẹp cho rằng Mai Phương có tuổi đời lớn nhất là đàn chị nên việc đứng giữa là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, việc ekip sắp xếp vị trí đứng có liên quan đến nhiều yếu tố. Có lẽ nhan sắc của Miss World Việt Nam 2022 phù hợp nhất với nhãn hàng, không hề liên quan đến việc Thanh Thủy bị ghẻ lạnh tại sen vàng. Vào tháng 5 sắp tới, Hoa hậu Mai Phương sẽ tham gia vào cuộc thi Miss World 2023. Nhưng thời điểm hiện tại, có nhiều ý kiến không muốn cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này, thay vào đó là tìm một đại diện khác. Lý do vì thời gian gần đây, hình ảnh của nàng hậu đã mất điểm trầm trọng trong lòng khán giả. Hơn 5 tháng đằng qua, Mai Phương đã vướng phải rất nhiều tranh cãi không đáng có. Đầu tiên phải kể đến việc cô nàng quyên góp Vương Miện chỉ sau hơn 1 tháng đằng quang, gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Đáng nói dù tự nguyện làm việc thiện, nhưng Mai Phương đã bật khóc nức nở sau khi tháo Vương Miện để quyên góp, rồi sau đó đã được tặng trả lại Vương Miện ngay sau khi vừa tháo ra đấu giá. Tiếp đến, Mai Phương bị ném đá khi có những hành động đùa quá trớn với á hậu Phương Nhi trên sóng livestream, rồi quậu cọ khó chịu với đàn em. Điều khiến fan sắc đẹp thất vọng nhất chính là việc Mai Phương vô tư nhảy nhót cùng với hot TikToker Lê Bóng. Dù nàng hậu có rất nhiều tài lẻ nghệ thuật, nhưng việc cô vô tư múa may quay cuồng khiến cho hình ảnh bị ảnh hưởng không ít. Với những tranh cãi này, dân tình cho rằng người đẹp sinh năm 1999 khó lòng có thể lọt top trong cuộc thi Miss World, một đấu trường nhan sắc vô cùng khốc liệt. Dù Mai Phương đã lên tiếng xin lỗi, nhưng vẫn chưa đủ để xoa dịu dư luận.